Đây là món ragu gà hay là ragu gà. Sẽ được ăn cùng với bánh mì, ăn cùng với cơm hoặc là ăn cùng với bún. Và bây giờ nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy thích món ăn này thì có thể vào bếp và cùng làm nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình khuyên chia sẻ món gà nấu ragu hay là ragu gà hay là lagu gà. Ở đây mình có khoai tây đã gọt vỏ rồi là 600 g, cà rốt 250 g. Cà rốt khoai tây thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, cũng như là nấm thì cũng vậy luôn. Nấm mình có thể sử dụng nấm rơm hoặc là nấm này người ta gọi là nấm mỡ. Ở Việt Nam có nấm rơm thì nấu rất là ngon. Ở đây là 300 g. 1 ký 3 thịt đùi gà. Trong trường hợp mình có gà ta mình nấu sẽ càng ngon hơn. Còn nếu mình nấu gà công nghiệp thì nên nấu đùi gà nó mới dai. Còn mình nấu cánh gà cũng được. Nếu mình nấu cái gà khác là nó không có dai. Rồi mình có tương cà. Ở đây khoảng 3 tablespoon hoặc là 4 tablespoon. Nếu như không có tương cà thì mình sẽ sử dụng cái cà chua mình làm tương cà. Hôm trước mình khuyên có chia sẻ cách làm tương cà từ cà chua đó. Rồi mình sẽ có ngò nè, rồi hành lá nè, để mà chút xíu mình cho lên trên trang trí. Rồi có 2 củ hành tím khoảng 15 g, 2 tép tỏi 7 g và 120 g củ hành tây. Nếu như mà mình có cái hạt Epsom, tức là cái hạt đậu hòa lan đó ở đây nè, thì mình sử dụng tùy theo mình thích nhiều hoặc là ít nha. Cái này là khoảng 120 g. Rồi nước dừa tươi. Nước dừa tươi tức là nước dừa trong á. Rồi cái phần làm cho sệt, mình sẽ có bột năng hoặc là tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp. Tinh bột khoai tây ở đây và tinh bột bắp ở đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu nấu luôn nha. Trước tiên là mình sẽ cắt gà ra, chặt cho nó nhỏ ra. Để nấu cái món này ngon đó, ở Việt Nam thường là hay nấu với gà ta thì nó ngon hơn. Nhưng mà ở bên này gà ta nó không có ngon. Nếu mà mình mua được cái gà ta, nó gọi là gà súp hình á, gà mà để nấu súp á, thì gà đã nấu cũng ngon lắm, nhưng mà nó cứng, cái xương mình chặt không có được. Do vậy mà mình nấu cái gà này. Còn trong trường hợp mình có cái gà ta mà cái gà súp mà nó đông đá đó, nấu cũng được luôn. Và mỗi cái đùi gà mình chặt ra làm ba nha. Hôm trước mình đã có gà nấu pate nè, rồi cà ri gà. Cà ri gà thì nó hơi tương tự, gần giống như là gà nấu ragu này. Nó chỉ khác một chút là mình cho nước cốt dừa và nấu với lại khoai lang. Còn cái này nấu với khoai tây. Cái món này nó hơi hơi giống của nước ngoài, thành thử ra là không có đem nước mắm. Sau đó thì mình để cho ráo nè. Rồi mình đi nêm luôn. 1 tablespoon bột nêm gà chicken powder, thế là bột no đó. Cái tablespoon này nó là cái muỗng mà ở Việt Nam gọi là cái thìa ăn cơm, hay là cái muỗng ăn cơm, cái muỗng nhỏ. Đây là chicken powder nè, hiệu Knorr. Cái này mình có thể mua trong tất cả các siêu thị đều có hết. Cái này mình nấu theo má ngày xưa. Hồi xưa các dì nấu cái món này cũng ngon lắm, trong ngày giỗ thường hay nấu nè. Tiếp theo mình cho vào đây 1 tablespoon cái tương cà chua. Nếu như mà mình không có thì có thể sử dụng cái tương cá chấp hiệu Heinz. Mình ướp cái tương gà vô cho nó có màu đẹp và đồng thời là nó có cái vị thơm ngon của cái món ragu. 1 tablespoon đường, 2/3 teaspoon muối, tức là 1 muỗng cà phê muối, một chút xíu tiêu. Sau đó thì trộn đều và mình ướp ở đây. Trong lúc đó thì mình sẽ đi xay cái phần hành tỏi để mình cho thêm vô, vì là mình ướp như vậy cho nó nhanh đó. Cái này nếu như mình có thời gian thì mình ướp lâu hơn, còn không có thì mình ướp khoảng trong vòng 20 phút cho gà thấm gia vị nha. Sử dụng máy xay 4 lưỡi dao mình xay hành tỏi. Nếu như mình không có cái máy xay giống mình khuyên thì có thể là mình bằm hoặc là mình cắt
nhỏ ra, giã cũng được. Rồi bây giờ bà xay thôi. Cái này rất là nhanh, bấm vài cái là nó nhuyễn. Rồi rất nhanh luôn, nó đã nhuyễn như thế này. Bây giờ mình sẽ ướp vào trong gà. Cho khoảng một muỗng canh. Sau đó thì mình trộn vào và mình ướp. 20 phút nữa thì mình mới quay lại mình chiên gà. Trong lúc đó thì mình đi cắt khoai tây, cà rốt, cũng như là cắt củ hành tây, cắt nấm. Theo cà rốt mình có thể cắt xéo hoặc là có thể tỉa hoa. Nếu như mà mình thích thì có thể tỉa hoa cũng được nha. Hoặc là mình cũng có thể cắt như thế này. Hoặc là mình sẵn răng cưa mà mình sẵn xéo. Và khoai tây cũng vậy luôn, nhưng mà khoai tây mình sẽ làm to hơn, bởi vì là khoai tây nó nhanh chín hơn là cà rốt. Sau đó thì cho toàn bộ ra để ướp. Một tablespoon bột nêm gà, 1/2 tablespoon đường, một chút xíu tiêu. Sau đó mình xóc đều. Rồi mình để qua một bên. Tiếp theo là một muỗng cà phê, hành tỏi băm. Để qua một bên. Nấm mình để nguyên cái thì mình sẽ cắt 3 đường hoặc là 4 đường. Như vậy nè, cho nó thấm gia vị. Cũng có thể là mình sẽ làm như thế này. Cho nó đẹp đó. Rồi, và tiếp tục mình sẽ làm hết nha. 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Sau đó mình xóc đều lại. Hành tây thì mình nên lựa củ nhỏ. Sau đó mình cắt dạng như là muối cam. Nếu như nó to quá thì mình cắt cho nó nhỏ ra nha. Bỏ cái cuốn này ra. Để khi mà mình cắt nó bung ra đó. Tiếp theo thì ngò một chút xíu nữa mình cho lên trên. Nhưng cái phần cọng ngò mình sẽ lấy ra nè. Rồi mình băm cho nhỏ ra. Để chút mình ướp vào cho thơm cái phần thịt nha. Cho vô thịt luôn. Tiếp theo thì 2 hoặc là 3 cọng hành lá. Mình sẽ cắt ra. Rồi sau đó mình rọc ra như thế này nè. Để chút xíu nữa nó bung ra. Để mình cho lên trên cho nó đẹp. Hoặc là mình cũng có thể cắt rọc ra hết luôn. Rồi sau đó mình ngâm vào trong nước lạnh thì nó bung ra. Mình cho lên trên. Rồi nếu mà có thời gian thì mình có thể tỉa những cái gì đó cho nó đẹp đẹp. Mình cho lên những hạt trái ớt. Mình cho vào đây khoảng 30g bơ. Vì là bơ nó có nhiệt độ sôi rất là thấp. Do đó mình sẽ cho một chút xíu dầu ăn. Khi mà một cái gì đó nó có nhiệt độ sôi quá thấp thì mình nấu lâu trên lửa là lửa lớn quá không có tốt. Thử ra mình nấu pha với dầu. Mình lấy một nửa thôi nha. Chờ một nửa đây. Chút xíu nữa mình còn xào cái cà rốt. Sau đó thì cho toàn bộ gà vô. Và mình sẽ chiên gà trong bơ. Cho đến khi gà nó hơi vàng để nó săn lại đó. Nhớ áp cái mặt da cho da nó ra mỡ nha. Sau đó thì mình chuẩn bị cái nồi luôn. Và mình nấu cái phần nước dừa. Nước dừa hôm nay mình sẽ nấu 600ml. Đây, bây giờ nó vàng rám lên đó. Rất là nhanh. Nếu như không có bơ thì có thể nấu dầu cũng được luôn.
Nhớ là mình sẽ chiên cho đến khi mình thấy nó vàng luôn cái phần da nha, cho để nó ra bớt cái phần mỡ đi. Món này nếu như mà mình có gà ta mình nấu sẽ rất ngon. Mình mua gà cho nó vàng da đó. Và khi mà mình nhìn thấy gà nó rám lên như vậy là được rồi. Bây giờ sẽ cho ra nồi nước dừa luôn nha. Đây, nó rám rồi. Và đổ hết phần này vô trong nồi luôn. Lúc nãy mình còn một chút xíu bơ nè, bây giờ mình cho bơ vô luôn. Cho một chút hành, tỏi. Rồi cho toàn bộ khoai vô mình xào. Mình sẽ cho nước vào mình nấu nha. 600ml nước mình tráng cái thau này. Lúc mình cho vô là mình thấy nó vừa ngập cái phần thịt nè, nhìn nó lên màu đẹp không ạ. Bây giờ quay qua bên đây và rót hai tay mình đảo lên, cho vào một muỗng tương cà, sau đó mình tiếp tục đảo. Tương cà khi mà nó gặp dầu hoặc là bơ nó sẽ ra cái màu đỏ đẹp. Cho một chút xíu tiêu. Bây giờ mình nhìn vào đây mình thấy nó cạn nước nè. Như vậy là nó thấm hết rồi đó. Mình tắt lửa nha. Rồi sau đó mình sẽ cho cái này vô nồi và xào nấm. Bây giờ thì nồi gà đã sôi, mình vớt bọt đi. Do là gà rất là nhanh chín cho nên sau khi mình nấu nãy giờ được 12 phút rồi. Vậy bây giờ mình sẽ cho khoai tây cà rốt vô. Như Bình Quyên đã chia sẻ là món này nấu rất là nhanh. Khi mình cho vô là mình thấy nó đầy dâng nước lên. Nếu như mà mình thích nấu nhiều nước thì cho nhiều nước nha. Có thể chế thêm nước vô. Một cốc nước 250ml nữa. Và từ từ mình sẽ nấu ở đây. Lưu ý là mình sẽ nấu không đậy nắp, cho cái nước nó trong đó. Nếu mình nấu đậy nắp là nó đục. Lửa trung bình nha. Và quay qua đây, mình sẽ tiếp tục xào nấm. Phần bơ nổi trên nồi mình vớt cho qua đây. Do là mình không có muốn ăn nhiều bơ đó, thành thử ra mình vớt bơ trong nồi. Còn anh chị em và các bạn muốn ăn nhiều bơ, dầu thì mình có thể cho mới nha. Sau đó thì còn bao nhiêu hành tỏi, mình cho hết vô. Khoảng một muỗng cà phê. Sau khi hành tỏi vàng thơm rồi, mình sẽ còn bao nhiêu cái tương cà mình cho hết vô nè. Để cho nó ra màu. Đun lửa nhỏ thôi để không văng. Mình làm như thế này để cho tương cà nó ra màu cho nó đỏ đẹp. Và trong trường hợp mình không có muốn cho tương cà hoặc là không có tương cà thì có thể như Bình Quyên có nói đó là dùng cà chua hoặc là dùng dầu màu điều cũng được. Rồi bây giờ cho nấm vô xào. Mình xào cho đến khi nấm trong lên á là nó sẽ chín. Nhưng mà mình sẽ cho vô trong nồi nữa, thành thử ra không có xào chín lắm. Mình sẽ cho toàn bộ phần nấm vô luôn nha. Một nồi quá đầy luôn. Và sẽ chờ cho nấm chín nữa là mình xong. Trong vòng 2 phút nữa là nấm chín đó. Và nhớ là mình đừng có nấu lửa lớn quá, nó sẽ bị trào bọt. Mình nấu lửa nhỏ thôi nha. Bếp có chín số, mình vẫn đang nấu số 3 đó. Và sau đó mình cũng nhớ cho luôn cái phần đậu vào luôn. Bây giờ mình chỉ chờ 2 phút nữa, mình cho củ hành vào nữa. Mình nấu củ hành 1 phút nữa là chín luôn đó. Và cho luôn hành vào nha. Khi mình thấy hành trong là chín đó. Mình nấu lửa nhỏ thôi, cái nồi quá đầy luôn. Và phần hành này mình không cần nấu chín lắm đâu. Bởi vì là chút nữa mình để mình múc ra là cái hành nó sẽ chín đó. Nếu mình nấu chín quá là cái hành này nó sẽ bị nhũn ra. Để lửa sôi nhỏ nhỏ thôi cho đến khi hành chín nha. Và bây giờ mình có thể thử
Lưu ý là ở trên nó hay có mỡ lắm, mình thử là sẽ không chính xác. Do vậy mình đẩy cái muỗng qua nè, sau đó mình múc ở dưới nha. Rồi mình thử nè. Và không cần nêm gì nữa hết luôn, mình khuyên đã nêm vừa đủ luôn gia vị đó. Sau khi mình nấu được 2 phút, bây giờ mình sẽ cho bột năng vô. Thì lúc nãy mình đang quay phim mà máy hết qua bộ nhớ luôn, thành thử ra mình không có quay cái đoạn mình bỏ bột năng. Mình cho 15g bột năng, rồi mình cho 50ml nước, sau đó mình cho vào. Thì cái phần nước này nó sền sệt như vậy là vừa nè. Như vậy là vừa nè, quá ngon luôn. Mình sẽ cho một chút xíu tiêu nữa. Rồi, và bây giờ thì xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho ra tô đây. Đây là món ragu gà hay là lagu gà. Và nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy thích món ăn này thì có thể vào bếp và cùng nấu nha. Ngon chưa? Quá ngon luôn. Nóng hổi, bốc khói. Cho hành lên luôn. Phía bên trên mình sẽ cho ngò. Và mình có thể cho ớt nếu thích. Vậy là mình Quyên vừa chia sẻ xong đến anh chị em và các bạn món ragu gà hay là lagu gà. Mình Quyên chúc ai cũng nấu thật ngon, ăn thật ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.